Xin chào các bạn, lần trước ấy mình có làm một cái mạch chống bụp loa với trường hợp là khi mà mình tắt nguồn loa đi á thì chỉ sau 2 giây nó xảy ra cái hiện tượng bụp loa. Và cũng chính sau cái video đó mình thấy có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm một cái video chế mạch chống bụp loa với trường hợp ngược lại, tức là khi mà mình mở nguồn loa lên á thì cũng chỉ sau 2 giây là cái hiện tượng bụp loa nó xảy ra. Và mình cũng đã phải cố gắng suy nghĩ rất là nhiều, cuối cùng ngày hôm nay mình đã suy nghĩ ra một cái mạch vô cùng đơn giản luôn. Tại vì mình á là mình muốn suy nghĩ một cái mạch nào đó nó thật sự đơn giản để ai cũng có thể áp dụng theo được. Tại vì nhiều khi mình làm những cái mạch nó phức tạp quá thì gần như là những anh em nghiệp dư ấy, hoặc là những ai mà mới tập tành vào cái bộ môn chơi loa này thì rất là khó làm theo. Cho nên là mình đã cố gắng rất là nhiều và mình đã suy nghĩ ra cái mạch này. Cái mạch này thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn thấy này, chỉ có cần vài con linh kiện thôi. Cái nguyên tắc để mà mình chống bụp loa thì nó cũng như cái nguyên tắc ban đầu thôi, tức là mình sẽ ngắt cái loa ra khỏi cái mạch khuếch đại âm thanh trước khi cái hiện tượng bụp loa xảy ra. Đó chính là cái nguyên tắc mà mình áp dụng. Và những cái linh kiện cần để làm thành cái mạch chống bụp loa thì chỉ cần vài linh kiện như này thôi. Đầu tiên là tụ điện này. Do là mình không có cái con tụ 4700 microfarad cho nên là mình dùng tạm hai con 3300 này mắc song song với nhau để cho nó tăng điện dung lên. Nếu như mà các bạn có cái con 4700 thì các bạn sẽ không cần phải dùng hai con này đâu, mà mình chỉ cần duy nhất một con 4700 thôi. Còn cái lý do tại sao mà mình dùng cái con 4700 thì để lát nữa mình sẽ nói sau. Tại vì thực tế cái mạch này á, nó là cái mạch tạo độ trễ, nhưng mà mình chỉ cần vài cái con linh kiện cơ bản thôi, chứ mình không có cần phải có cái sự can thiệp của những cái con linh kiện bán dẫn luôn các bạn ạ. Tiếp theo là hai cái con rơ le, một con rơ le 5 chân và một con 8 chân. Tiếp theo là một con điện trở 10 ohm. Đây chính là vòng màu của con điện trở này này. Nâu, đen đen. Để mà xác định được một cái thông số của con điện trở có 4 vòng màu á, thì mình chỉ còn 3 vòng màu đầu tiên thôi, tức là nâu, đen đen. Cuối cùng là một con diode. À lúc nãy mình cũng nhầm các bạn ạ, mình xin lỗi các bạn. Tại vì mình có nói là không có sự can thiệp của những con linh kiện bán dẫn đấy, thì ấy mình nói là sẽ không có sự can thiệp của những cái con transistor. Còn như đây thì mình vẫn phải dùng một cái con diode các bạn ạ. Mục đích mà mình sử dụng cái con diode này á, là mình muốn có một cái van điện một chiều, tức là điện đi vào được nhưng điện sẽ không đi ra được. Đó chính là cái mục đích mà mình cần phải có cái con diode này. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn các cái linh kiện này lại để cấu thành một cái mạch chống bụp loa. Đây bây giờ mình sẽ hàn từ cái chân bên này qua cái chân bên này. Đã xong một chân. Tiếp đến là mình chỉ việc hàn qua đây thôi. Video này mình sẽ cố gắng đi chậm nhất có thể, tại vì mình rút kinh nghiệm từ những video trước, do là mình làm hơi nhanh ấy và mình cũng không có nói chi tiết, cho nên là nhiều bạn vẫn còn rất là nhiều các thắc mắc. Tiếp đến là cái cực âm con tụ này, mình sẽ hàn vào cái chân bên này, do là nó hơi bị có một cái khoảng cách các bạn ạ, cho nên là mình sẽ dùng một cái đoạn dây điện. Tiếp đến là mình sẽ hàn cái con trở 10 ohm này vào chiếc rơ le 5 chân. Đây, thì mình quay chi tiết luôn này. Đầu còn lại của con điện trở 10 ohm này á, là mình sẽ hàn vào đây. Tiếp đến là cái con diode này. Diode này á, mình sẽ hàn nó vào cái cực dương của tụ này. Cái đầu nào mà có vạch ấy. Đây này. Cái con diode này các bạn có thể sử dụng cái con có tên là 1N4007. Đây, mình đã hàn một đầu có vạch trắng
vào cực dương của tụ này. Tiếp đến là mình sẽ hàn một sợi dây kết nối từ cái con rơ le 5 chân này sang một đầu của diode. Các bạn để ý này, mình sẽ hàn vào cái đầu này của con diode này. Cái này mình đang hàn theo một cách rất là sơ sài, đơn giản để cho các bạn dễ hình dung thôi. Chứ còn nếu như mà mình áp dụng, mình dùng luôn ấy, là mình sẽ làm theo một cái cách nó rất là gọn gàng, chứ không phải là nó rầm rà như này đâu. Như thế này là đã gần xong rồi các bạn ạ. Một điểm vào đây này, để mình lật lên luôn cho các bạn xem chi tiết này. Còn cái đầu còn lại ấy, là mình sẽ hàn vào cực dương của tụ luôn. Vậy là đã xong. Đây, mình sẽ quay lại chi tiết cho các bạn xem. Chỉ có vậy thôi. Để thuận tiện cho cái việc cấp nguồn ấy, thì mình sẽ phải hàn thêm một cái sợi dây ra để mình dễ dàng kẹp cái cực âm vào. Tại vì mình sẽ dùng cái bộ nguồn đa năng của mình ấy, mà nó dùng bằng cái kẹp cá sấu mà. Nếu như mà mình dùng một cái kẹp cá sấu mình kẹp vào cái điểm như này ấy, nếu như mà mình không hàn dây ra thì nó khá là vướng. Cho nên là mình phải hàn một cái dây vào đây này để mình dễ dàng kẹp cái cực âm vào. Còn cực dương thì dễ rồi các bạn ạ. Cực dương ấy là mình sẽ hàn nó vào đây này. À, mình sẽ kẹp nó vào đây này. Đó, chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình nhấn cái công tắc nguồn đây cho các bạn xem thử. Đây, công tắc nguồn đây. Mình sẽ nhấn vào nút này này là bắt đầu điện nó sẽ ra. Đó, rơ le đã nhảy. Các bạn chờ một lúc. Các bạn thấy chưa? Sau khi mà mình nhấn vào cái công tắc nguồn ấy, tức là nó có điện vào cái mạch này, thì chỉ sau vài giây ấy là một cái rơ le nó có tiếng tạch. Đó chính là cái nguyên tắc tạo độ trễ của chiếc mạch này. Bây giờ mình sẽ thử lại cho các bạn xem này. Mở nguồn. Đó. Cứ khoảng vài giây sau đó thì bắt đầu một cái rơ le nó có một cái tiếng tạch, tức là nó đã mở cái loa cho chạy. Còn khi mà mình bật nguồn lên ấy là nó sẽ ngắt cái loa ra khỏi cái mạch khuếch đại âm thanh. Bây giờ mình tiếp tục thử lại cho các bạn xem. Hoặc là mình sẽ thử trực tiếp ở đây luôn, mình không cần phải nhấn nút nguồn nữa. Kẹp vào này. Đó. Cứ khoảng vài giây sau là cái rơ le này nó mới nhảy, tức là nó trả về để mà kết nối loa với âm ly để mà mình nghe nhạc. Còn như ban đầu ấy, mình vừa khởi động nguồn lên là nó sẽ ngắt cái loa ra khỏi mạch khuếch đại âm thanh để mà tránh cái trường hợp bị bục loa. Đó chính là cái nguyên tắc cơ bản của mạch này. Bây giờ mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn cái cách để mà hàn cái rơ le này kết nối với loa của mình. Thì mình chỉ cần dùng hai điểm này và hai điểm này thôi. Còn hai cái điểm trên này á là mình bỏ, mình bẻ tạm nó sang đây này để cho nó đỡ vướng. Mình chỉ dùng duy nhất một cặp bên này và một cặp bên này thôi. Mình ví dụ luôn, cặp bên này á là nó sẽ ngắt cho cái loa bên phải, còn cặp bên này là nó sẽ ngắt cho loa bên trái. Bây giờ mình sẽ lấy một cái khúc dây điện, mình hàn thử luôn, ví dụ minh họa cho các bạn dễ hình dung. Ban đầu ấy thì mình chưa có cái mạch chống bục loa nào. Sau khi mà mình đã làm xong cái mạch này á thì mình sẽ cần phải kết nối cái mạch này vào cái hệ thống loa của mình. Thì đây chính là dây loa này. Bây giờ mình chỉ việc cắt lấy một dây thôi. Cắt dây nào cũng được các bạn ạ. Các bạn không cần phải phân biệt dây âm hay là dây dương, mà các bạn chỉ biết là cắt một dây của hai dây ra loa thôi. Như này. Tại vì cái rơ le này á, như mình đã nói, nó sẽ là cái công tắc để mà ngắt cái loa ra khỏi mạch khuếch đại âm thanh. Suy cho cùng thì cái rơ le nó cũng chỉ là cái công tắc thôi. Cho nên là mình sẽ phải cắt một trong hai dây loa này thành như thế này để mình hàn kết nối vào cái rơ le kia. Hai cái điểm của dây như này á thì mình chỉ việc hàn vào hai cái cực của rơ le này thôi là xong. Quá đơn giản luôn. Mình chỉ ví dụ một kênh loa cho các bạn xem thôi. Còn bên này này, bên này sẽ hàn thêm được một loa nữa. Nhưng mà mình chỉ ví dụ một loa minh họa cho các bạn xem thôi, để cho các bạn hiểu cái cách mắc dây như thế nào. Đây,
Mình chỉ cần hàn như này thôi là xong rồi các bạn ạ. Không có gì phức tạp cả. Hai dây này á là mình sẽ hàn vào cái đầu ra của mạch khuếch đại âm thanh, tức là cái mạch âm ly ấy. Còn hai cái đầu này á là mình sẽ hàn vào loa. Như lúc đầu ấy, mình có đề cập tới cái thông số của con tụ này. Mình thấy á, cái thông số chuẩn ấy, để cho các bạn dễ sử dụng là 4700 microfarad. Do là mình không có cái con 4700 á, mình mới phải sử dụng cái con 3300 này để mắc song song với nhau nhằm mục đích là để tăng điện dung. Hoặc là nếu như mà các bạn giống như mình á, mà không có cái con 4700 thì các bạn cũng có thể làm theo cách này, tức là mình sẽ dùng con 3300 hai con để mình mắc song song với nhau như này cũng được. Tại vì cái thông số của con tụ này á, tức là điện dung ấy, nó có ảnh hưởng tới cái thời gian nhảy của cái con rơ le này. Nếu như mà điện dung này nó càng cao thì cái chiếc rơ le này nó sẽ nhảy càng chậm. Giống như cái lúc mà mình test ấy, các bạn thấy đó, khi mà mình cấp nguồn vào ấy, thì phải chờ khoảng 3-4 giây gì đó thì cái rơ le này nó mới nhảy này. Nói là cái rơ le này nó nhảy thì nó cũng không hẳn là chính xác các bạn ạ. Tại vì cái mạch này mình thiết kế là mình lợi dụng vào cái sự nạp xả của cái con tụ này. Cái con tụ này nó hay lắm các bạn ạ. Khi mà nó hết điện ấy, mà mình bắt đầu cấp nguồn vào ấy, để mà nạp điện vào tụ điện này ấy, thì cái con tụ điện này cảm giác như là nó ăn dòng khá là cao. Thì khi mà mình mắc nối tiếp cái con rơ le này này với cái con tụ này ấy, mắc nối tiếp nha các bạn, thì đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ kéo theo cái con rơ le này, nó hoạt động cùng với cái thời điểm cái con tụ này nạp điện luôn. Và cho tới khi cái con tụ này ấy, nó được nạp đầy điện rồi thì bắt đầu là cái nội trở trong mạch nó tăng lên. Tại vì khi mà nó nạp đầy ấy, đồng nghĩa với cái việc là cái cường độ dùng điện ấy, tiêu thụ của nó cũng giảm xuống luôn mà. Thì nó không còn đủ năng lượng để mà cấp cho cái rơ le này nó hoạt động nữa, thì bắt đầu là cái rơ le này nó sẽ nhả ra. Đó, chính vì vậy khi mà cái điện dung của con tụ này nó càng cao thì nó nạp điện vào càng lâu để đầy. Còn nếu như mà điện dung nó nhỏ thì nó nạp điện vào rất là nhanh đầy các bạn ạ. Thì đồng nghĩa với cái việc là cái rơ le này nó sẽ trả về rất là nhanh. Còn như mà cái số điện dung này nó càng cao ấy, thì cái thời gian nạp điện vào để cho cái con tụ nó đầy được là khá là lâu. Thì đồng nghĩa với cái việc là cái rơ le này này nó sẽ trả về chậm hơn các bạn ạ. Và tới cái con chở 10 ohm này á, chức năng của nó để làm gì thì bây giờ mình sẽ giải thích chi tiết luôn. Cái con điện chở 10 ohm này á, thực tế là mình dùng để làm cái con chở xả điện ở trong cái con tụ này. Tại vì khi mà mình bắt đầu cấp nguồn vào cái mạch này á, thì đã được tính là một chu kỳ rồi. Để mà mình tiếp tục cho cái mạch này á, nó thực hiện tiếp cái chu kỳ thứ hai, là khi mà mình tắt nguồn đi á, và mình mở lại á, thì nó mới hoạt động được, là mình cần phải xả hết điện ở trong tụ này ra. Chứ nếu như mà cái con tụ này á, nó còn điện mà mình không có xả nó đi thì coi như là cái mạch này á, nó chỉ hoạt động được đúng một lần thôi các bạn ạ. Một lần duy nhất thôi, chứ nó không thể nào mà hoạt động nhiều lần tiếp theo được. Cho nên là bắt buộc mình phải cần một cái con chở 10 ohm để mà xả điện trong cái con tụ này. Đó, mình nghĩ là nhiều bạn sẽ nghĩ là cái con chở 10 ohm này nó quá mỏng manh để có thể chịu đựng được cái điện ở trong con tụ này. Thực tế là mình đã kiểm chứng và test khá là nhiều rồi, thì mình thấy là cái con chở 10 ohm này vô tư luôn các bạn ạ. Nó tải thoải mái luôn, nó không có bị nóng luôn ấy, xả thoải mái luôn. Cho nên các bạn cứ yên tâm đi, các bạn cứ sử dụng cái con 10 ohm là được rồi. Còn nếu như mà các bạn không yên tâm á, thì các bạn có thể sử dụng cái con chở 10 ohm có công suất lớn hơn là được. Còn cái rơ le 5 chân này á, mục đích chính là làm một cái công tắc để mà kết nối cái con chở này vào dàn tụ này để tiến hành xả điện vào con chở này. Đó, chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Bây giờ để mình ví dụ minh họa luôn cho các bạn xem. Như ở đây, đây là cực âm, còn đây là cực dương này. Thì các bạn thấy này, hai chân này á là nó được nối với nguồn rồi. Đây này các bạn thấy này, cực âm này, còn đây là cực dương này. Khi mà mình cấp nguồn vào á, thì cái rơ le này nó sẽ nhảy luôn, tức là nó được hút mà. Nó hút thì bắt đầu là tiếp điểm bên này này, nó sẽ chuyển qua đây. Tiếp điểm này nó sẽ dẫn với tiếp điểm này. Khi nào á mà cái con rơ le này nó không có điện á, thì nó sẽ trả về trạng thái ban đầu là tiếp điểm này với tiếp điểm trên này nó sẽ dẫn. Tức là khi mà mình tắt nguồn ấy là sẽ không có điện. Không có điện thì đồng nghĩa với cái việc tiếp điểm này với tiếp điểm này dẫn này. Thì các bạn thấy này, cái đầu này á, là mình hàn vào cái cực dương của tụ. Còn cái con chở này các bạn thấy này, là nó đi qua đây, là đi vào cực âm của tụ này. Thì đương nhiên là nó sẽ xả điện vào cái con chở này được rồi. Đó, đó chính là cái nguyên tắc cơ bản thôi. Quay trở lại với cái rơ le này á, các bạn để ý kỹ này. Thực tế là cái rơ le này là mình mắc nối tiếp với cái dàn tụ này thôi. Các bạn thấy này, ở đây là cực âm này. Mình dò dây luôn cho các bạn dễ hình dung này. Đi qua đây này,
đi qua chân này của cái con rơ le này, rồi chân bên này của rơ le thì nó lại đi qua cái cực âm, qua cái cực âm của tụ này. Đó, các bạn thấy chưa? Tiếp đến là cực dương của tụ này, là nó được đi qua một con diode. Cái con diode này á, như lúc đầu mình đã nói, nó có chức năng là làm một cái van điện một chiều, tức là điện đi vào được nhưng nó không đi ra được, nhằm mục đích là để nó tránh xả điện ra cái rơ le này này các bạn. Tức là điện nó chỉ đi vào cái con tụ được thôi, chứ nó không thể nào đi ra để mà cấp cho cái rơ le này nó hoạt động được nữa, để tránh cái trường hợp hoạt động bị sai. Đây, đây chính là cái sơ đồ cơ bản của cái chiếc mạch này. Nhìn bên ngoài này á, hàn dây thì có vẻ là nó khá rườm rà, nhưng thực tế cái mạch nó cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn thấy này, cái rơ le trong hình mình vẽ là nó được lật ngửa lên như này các bạn ạ. Lật ngửa lên như này là mình thấy chân này, cả cái rơ le 5 chân này cũng vậy luôn. Nó đang nằm ở cái trạng thái lật ngửa lên. Để mà dễ hình dung hơn á, mình để luôn cái cục nguồn đa năng di động của mình ra đây cho dễ hình dung này. Rồi tiếp đến á, là mình sẽ kẹp hai cái que này vào hai cái điểm này này. Đây là cái trạng thái mà mình chưa cấp nguồn. Bây giờ mình sẽ nhấn nút này để mở điện này. Là cái loa nó sẽ được ngắt ra khỏi mạch khuếch đại âm thanh. Đó, đó chính là cái nguyên tắc cơ bản của cái mạch này. Tức là cái mạch này nó sẽ tạo một cái độ trễ để mà ngắt cái loa ra khỏi mạch khuếch đại âm thanh trong cái thời gian mà nó bị bụp loa đó. Như cái hiện tượng bụp loa, thì khi mà mình nhấn vào cái nút khởi động nguồn á, thì sau 2 giây nó xảy ra cái hiện tượng bụp loa. Thì mình chỉ cần ngắt cái loa ra khỏi mạch khuếch đại âm thanh lâu hơn thời gian 2 giây là nó sẽ qua được cái hiện tượng bụp loa, tức là cái loa nó sẽ không còn hiện tượng bị bụp loa nữa. Đó chính là nguyên tắc cơ bản của cái mạch này. Rồi, vậy là mình đã đi quá là chi tiết về cái mạch này rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.